Các bạn thân mến, hôm nay Minh Phượng đi chơi, Minh Phượng thấy con đường này đẹp, quay lại cho các bạn xem nha. Đây là con đường tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường này nhiều cây xanh và nhiều khu biệt thự một màu trắng rất là đẹp. Bây giờ mời các bạn cùng ngắm nha. Và mình chỉ quay một đoạn cho các bạn cùng xem thôi, để mà quay hết thì thời gian phải nhiều các bạn ơi, đi hoài không hết luôn. Ở đây toàn là nhà giàu ở thôi các bạn à. Và mình sẽ hứa hẹn với các bạn, ngày mai mình sẽ up nhiều video mình đi chơi nha. Mình đi nhiều cảnh đẹp lắm, mình sẽ quay và up lên cho các bạn xem. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một nút like và một nút đăng ký nha. Ngày mai mình sẽ up thật là nhiều video đẹp và hay cho các bạn cùng xem nha. Đó, mình đây. Cả nhà nè, đang vào đây nhà hàng. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha.